Mặc dù những thời tiết của mùa chớm thu có phần dịu dàng hơn so với mùa hè vừa qua và tình hình dịch COVID-19 đã khiến nhiều người chọn giải pháp ở nhà thay vì ra ngoài nhiều hơn. Tuy vậy, không có nghĩa là bạn có thể chủ quan với ánh nắng mặt trời, ngay cả khi làm việc trước máy tính trong nhà. Hoặc chỉ ra ngoài trong thời gian ngắn thì chống nắng vẫn là điều bắt buộc đó. Hôm nay, các bạn hãy cùng Delis tìm hiểu một dòng chống nắng dạng sữa đến từ Nhật Bản, thương hiệu Cure. Dành cho làn da nhạy cảm, Cure với xuất xứ từ Nhật Bản là dòng sản phẩm chuyên trị những làn da nhạy cảm. Cure ra đời là thành quả của hơn 30 năm nghiên cứu và kiểm nghiệm lâm sàng, do đó, những sản phẩm mỹ phẩm Cure đều được các chuyên gia đánh giá cao. Nếu bạn có làn da nhạy cảm, da khô ráp, thiếu nước thì có thể xem Cure là một giải pháp đặc biệt cho mình. Thương hiệu đến từ Nhật Bản này luôn tập trung vào nguồn thành phần nguyên liệu sạch, đặc biệt là không sử dụng hương liệu. Chất tạo màu tạo mùi khiến làn da trở nên hư tổn hơn. Bên cạnh đó, các loại cồn cũng không có nhiều chỗ dung thân trong các sản phẩm Cure. Đây cũng chính là nét nổi bật cơ bản khi review về dòng sữa chống nắng Cure. Công dụng nổi bật của kem chống nắng Cure UV Protection Face Milk SPF 30 Pa Review. Với lượng tia UV kinh khủng xuất hiện suốt những giờ cao điểm như hiện nay, việc chống nắng cần có những yêu cầu riêng. Nhưng mọi yêu cầu đưa ra có vẻ như chỉ phù hợp với làn da thường, khi mà đa số các tip chống nắng hiện nay đều được trang bị chỉ số SPF 50 Pa. Vậy UV Protection Face Milk SPF 30 Pa với chỉ số chống nắng khiêm tốn sẽ có lợi gì cho bạn? Chỉ số vừa đủ để giúp chống nắng cho làn da nhạy cảm, giúp bảo vệ da khỏi những tổn thương do ánh nắng mặt trời. Không khí dơ, bụi bẩn, kết cấu dạng sữa mỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh nhưng sâu xuống dưới da. Giúp da không có cảm giác khó chịu, bí bức, đó là điều rất quan trọng đối với một sản phẩm cho da nhạy cảm. Sữa chống nắng UV Protection Face Milk SPF 30 Pa được bổ sung ceramide có khả năng dưỡng ẩm da cực kỳ tốt. Xây dựng nên bức tường thành ẩm mịn bên ngoài da, giúp da vừa được mềm mại lại không bị kích ứng. Chiết xuất cây khuynh diệp giúp kháng khuẩn, đồng thời giúp bảo vệ da khỏi tác nhân gây viêm nhiễm từ môi trường bên ngoài. Một ưu điểm khác rất đáng được nhắc đến chính là khả năng thay thế được lớp lót trang điểm, giúp làn da nhạy cảm không phải chịu đựng nhiều lớp kem trong một thời gian. Tất cả những lô hàng của sữa chống nắng UV Protection Face Milk đều được kiểm nghiệm chặt chẽ, đảm bảo chất lượng, sự nguyên vẹn của thành phẩm, sản phẩm không mùi, không màu, trong suốt và không chứa cồn. Những lưu ý khi sử dụng sữa chống nắng Cure UV Protection Face Milk SPF 30 Pa, vì có chỉ số chống nắng thấp nên bạn cần phải dặm chống nắng cứ sau 2 giờ đồng hồ, làm như vậy, khả năng chống nắng của sản phẩm sẽ luôn đạt ở mức cao nhất. Tương tự, bạn cũng cần dặm lại khi đi ngoài biển nhé, cũng vì chỉ số chống nắng này nên sẽ cực kỳ phù hợp với những bạn làm việc trước máy tính. Mặc dù không có ảnh hưởng gây hại nhiều trực tiếp như tia nắng mặt trời, những tia sáng xanh, bức xạ nhiệt từ các thiết bị cũng gây ra tác hại khó tránh khỏi. Review kem chống nắng dạng sữa Cure UV Protection Face Milk SPF 30 Pa. Trong sữa chống nắng UV Protection Face Milk SPF 30 Pa, bạn có thể nhận ra một số thành phần quen thuộc như water. Chất này đóng vai trò là dung môi, zinc oxide, chất giúp chống nắng tốt, glycerin, giúp dưỡng ẩm cực tốt. Ngoài những thành phần quen thuộc trên, còn có methicol, dimethicol, butylene glycol, pH 12 dimethicol, tất cả các thành phần đều được kết hợp với một tỷ lệ hợp lý. Đặc biệt an toàn cho làn da, nên ngay cả làn da dễ tổn thương nhất cũng không sợ bị tổn thương luôn. Bên cạnh những đánh giá về công dụng và hiệu quả ở trên, còn có rất nhiều khách hàng khác sử dụng và cảm thấy hài lòng. Bạn hãy đọc các ý kiến dưới đây nhé. Cảm nhận của khách hàng sau khi dùng Cure UV Protection Face Milk đều rất hài lòng. Trong sữa chống nắng UV Protection Face Milk SPF 30 Pa, bạn có thể nhận ra một số thành phần quen thuộc như water, zinc oxide, chất giúp chống nắng tốt, glycerin, giúp dưỡng ẩm cực tốt. Ngoài những thành phần quen thuộc trên, còn có methicol, dimethicol, butylene glycol, pH 12 dimethicol, tất cả các thành phần đều được kết hợp với một tỷ lệ hợp lý. Đặc biệt an toàn cho làn da, nên ngay cả làn da dễ tổn thương nhất cũng không sợ bị tổn thương luôn. Da mình khá nhạy cảm với thời tiết, kể cả khi quá nóng hoặc quá lạnh, vì vậy mình rất cẩn trọng trong việc chăm sóc da. Sữa chống nắng Cure giúp da mình vượt qua mọi dị ứng, thích nhất là chất sữa khá nhẹ nhàng. Mình thích cảm giác nhẹ và thanh của em này, mình sử dụng em này thường xuyên vì mình làm việc trong văn phòng. Nhu cầu chống nắng không quá gắt gao như khi ở ngoài đường, mình thấy hoàn toàn hài lòng với em này luôn.
Việc sử dụng các sản phẩm không chứa các thành phần gây hại cho da, đặc biệt là không có hương liệu là điều khiến tôi lựa chọn sữa chống nắng này. Sữa chống nắng Pure UV Protection Femil SPF 30 được xem là một trong những tip chống nắng có chỉ số chống nắng thấp nhưng chất lượng ổn nhất. Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc áo hiệu quả để chống lại ánh nắng mặt trời, đây chính là một gợi ý không thể bỏ qua. Kem chống nắng Kiehl UV Protection Femil SPF 30 pa giá bao nhiêu? Hiện tại, kem chống nắng Kiehl sẽ có giá từ 250.000 đồng đến 260.000 đồng tùy vào từng sản phẩm. Cảm ơn các bạn đã đón đọc bài viết review kem chống nắng dạng sữa Kiehl UV Protection Femil SPF 30 của Dilis. Đừng quên theo dõi các bài review tiếp theo của Dilis nhé. Link mua sản phẩm kem chống nắng Kiehl mình để ở mô tả và dưới bình luận. Nếu bạn quan tâm có thể click xem và đặt mua nhé. Đợt này sản phẩm đang được giảm giá rất sâu. Hãy nhanh tay đăng ký sớm nhé.